Nhà đất chợ Củ Chi, mến chào bà con anh chị nhé. Thì hôm nay là mình có mặt ở xã Tân An, mình đưa anh hai ở xì phố đi xem lô đất 100 mấy triệu, đang đi chiếc xe hơi nè anh chị. Xem lô đất này ở xã Tân An ha. Một lô đầu là bán anh về Kiên Giang, lô kế thì bán anh về Bình Dương, còn lô 7 mét mấy này là hết rồi nhanh chạy. Còn lô cuối cùng đây nè, đang anh hai Sài Gòn đi xem lô đất. Trụ này qua đó, đầu trước 6 mét mấy, ở sau nở 7 mét mấy, dài 17 ha. Giá chốt 107 ha, kêu 109 chốt 107 đây. Anh hai Sài Gòn đi xem lô đất. Cán nền hết, rành rắp rõ ràng. Em mua miếng chỗ này chị, mà ảnh còn 2 mét mấy, kêu Hùng lại thôi bán luôn cho rồi. Kêu Hùng lại bán luôn. Tính dựng cái nhà kiềng chế, nhà tôn đây nè. Đường đang làm, đường này là xe hơi tới đất. Giờ đi lên Đồng Ban, Sa Mát, Tân Biên, Núi Bà, từ thành phố lên Đồng Ban, Sa Mát 100 mấy cây. Đất địa Củ Chi mà đất có 100 mấy, bằng chứ FH. FH giờ mua 200 mấy, xài thời gian bán lỗ. Cán nền hết rồi, 109 nhìn giờ chốt 107. Anh hai Sài Gòn đi xem. Cái cạnh này dài là 17 nè anh. Cái cạnh này 16 mấy á. Hai cái lô kia là dài tới 17 đủ á. Hai cái lô kia dài vuông đẹp lắm. 19 20 lận. Tại cái con đường ở trước nó hơi giặt xéo. Cái khúc đường ngoài đó đó đang làm á, đang làm vậy. Đắt thì so bằng mặt tiền đường à. Đường ở sau này mở anh thông ra ở đường tỉnh lộ 8 luôn á. Ra đường tỉnh lộ 8 luôn. Ranh rắp rõ ràng. Máy cài đang chở đồ vô chuẩn bị làm. Trời ơi, Củ Chi mà ngập mấy chỗ khác chết hết rồi chị ơi. Ở đây mà ngập cái gì. Mưa là vừa xong là tạnh là hết liền à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.